đừng có nhìn chằm chằm vào ngực của tôi nữa được không? Tôi có nhìn gì đâu. Đôi mắt của Cyclops phát ra tia laser, mà anh ta không nhìn vào đấy thì làm sao nơi đấy có thể cháy đen như thế này cơ chứ? Natra đang đến một cơ sở massage cá để được lũ cá massage cho đôi chân của mình. Tại đây, Natra đã được tận hưởng những giây phút thư giãn khi được kính xác từ tay massage cho nấy. Batman và Superman chơi lớn thế, nấu gì không nấu, lại đi nấu bên gà luôn kìa. Mày bị điên à? Người nhện xem ra rất hốt hoảng khi lần đầu tiên thấy củ khoai siêu to khổng lồ của Hulk. Có thể bạn chưa biết, tốc độ làm nước đá của Superman còn nhanh hơn cả người băng. Đây là bữa tiệc sinh nhật của Superman và anh ta chuẩn bị thổi nến. Nhưng do hơi thở của Superman quá lạnh nên đã làm cho những nhân vật siêu anh hùng khác đã bị đóng băng. The Flash đang lấy bộ trang phục siêu anh hùng của mình ra và anh ta đang mặc nó theo phong cách của siêu anh hùng. Nhưng do anh ta xoay người quá nhanh nên bộ trang phục đã trói chặt anh ấy. Đồ ngu, đồ ăn hại. Hai tên này vừa cướp ngân hàng và chúng đang đem chiến lợi phẩm để tẩu thoát. Nhưng không may cho bọn chúng là bọn chúng đã đối đầu với The Flash. Bằng tốc độ siêu nhanh của mình, The Flash đã chạy xung quanh hai tên cướp để không cho chúng chạy thoát. Nhưng do chạy vòng tròn quá nhiều nên The Flash đã bị chóng mặt và lăn ra bất tỉnh. Đồ ngu, đồ ăn hại. Winter Soldier đang rất thích thú với cánh tay được làm từ kim loại của mình. Nhưng đi tiêm vaccine mà cứ đưa cánh tay kim loại ra như thế này thì làm sao mà tiêm được cơ chứ? Thế là Captain đã cho Winter Soldier một búa để anh ta đổi tay cho bác sĩ thuận tiện tiêm vaccine. Cuối cùng ta đã được tiêm huyết thanh siêu chiến binh rồi, ta mạnh hơn rồi. Ủa, tiêm huyết thanh siêu chiến binh cho nó thiệt à? Thanos, nhào vô mà kiểm cháo đi con. Chưa mà, mới tiêm vaccine Covid được thôi. Batman đã đặt viên đá Kryptonite lên bồn cầu nên Superman không tài nào đi vệ sinh được. Rồi ôi, Superman đi tè mà làm vỡ cái bồn cầu luôn kìa. Đúng là sức công phá khủng khiếp của một siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ DC. Từ khi nào mà cái khiên của Captain lại trở thành cái bát cho thằng Hulk ăn mì thế này?